Xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại điểm mai của anh Sự ở huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho các bạn xem thêm một số phô mai ha. Để qua văn lắc lượng luôn. Ủa đây ha. Đây. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh Tâm. Xin chào cô chú anh chị em trên mùa nước. Ngày mới chúc cô chú anh chị em trên mùa nước nước mình được sức khỏe ha và trạng hạnh phúc và thành công việc. Nay em lên 10 cây với cô chú anh chị em mình ha. Là qua văn với thú không ha. Đó, cô chú anh chị em đam mê bên hàng bonsai mà đế thú á thì vô đây ha, vô xem ủng hộ em. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú gần xa đã ủng hộ em lúc vừa qua, em cũng chân thành cảm ơn nhiều ạ. À. Em vô mã đầu tiên là mã số 1A nha cô chú anh chị em mình đây. À, nhớ giùm em có chọn cây nào mình đọc giùm em cái mã A giùm em ha. Đó em lên chỉ có 10 cây thôi. Rồi, mã số 1A đầu tiên ha. Cái này hoành vị trí này là 22 nha cô chú. Đó, đọt em nói chỉ có mấy nhẹ chỉnh là 5 mà. Một xíu à. Đây là hàng bonsai thì giót đọt đẹp ha. Cái cũ là 48 nha cô chú. Cũ về 48. Cũ là rang thú không ha. Đó. Đây không phải là thú bốn chân nhưng mà cái cũ là gọi là cũ thú ha. Phải nói thú là bốn chân. Rồi cái cục đế của mình là 1 mét đúng nha cô chú. Rồi. Đó. 1 mét đúng. Qua chặt cái nồi đế nào đấy cô chú quá xá. Rồi chiều sổ là 2 tấc rưỡi ha. Đó lên tới cũ này. Quá chặt cái nồi đế chụp hình cái này luôn. Quá sức. Đó. Rồi mã số 1A đầu tiên nha cô chú, tham khảo kỹ cô chú anh chị muốn tham khảo kỹ nên vô kết bạn Zalo em quay cho cô chú anh chị rõ ràng ha. Đó. Nồi đế khủng lồ ha. Đây. Rồi 3 triệu rưỡi nha cô chú. 3 triệu rưỡi. Rồi hàng này em bán lại cô chú anh chị em xác giá ha. Cô chú anh chị em ủng hộ cái nào được thì ủng hộ em. Đây. Hàng thì lên nhựa ráo cô chú anh chị em về là trồng liền giùm em ha, ghép ghép liền ha. Nhựa rồi. Rồi em đo dự tính này là cô chú là 23 ha. Cây này phải nó cực kỳ là quá nha cô chú. Rồi cái cây này cũ chứ vậy em nói là 51 cô chú. Đây 51 ha. Đó, cầm đo năm đo thú nè. Từ đây. Cả tới trước em nói là 2 tấc 3 nha cô chú. Cái con thú này quái đầu cực kỳ là phê cô chú ơi. Cái con thú này nè, cô chú nhìn ngồi ở ngoài nhìn thấy nó quái cái đầu cực kỳ đẹp. Nó chân cẳng đều rang. Nó hàng này phải là hàng phê ha. Rồi em sẽ đo cái cục đế cho cô chú chị mình tham khảo cục đế nó ha. Cục đế nó là 1m4 cô chú ơi, 1m1 nha. Quá sáng nó bự nè. Đó, em quên đo đường kính bầu của chú anh chị mình tham khảo nha, cho dễ. Này em quên đo đường kính bầu. Đường kính bầu là 4 tấc 3. Đó, từ bộ đế này tới bộ đế này đúng 4 tấc 3, nó sát dách luôn nè, là 4 tấc 3. Em thú là phải là cực kỳ là phê cho cô chú. Tham khảo con thú đi. Rồi, thú này giao lưu cô chú giá là 2 triệu 7 nha. 2 triệu 7. Sát giá của chú anh chị mình nè, ủng hộ cái nào được ủng hộ em ha. Đó, một em thú này một cực kỳ là quái ở đây. Đó, em thú quái ha. Rồi chú anh chị em bắt cặp luôn đi. Hoành thân 18 nha cô chú. Cái đuôi em nói là chỉ có 12 thôi, đọt là giót, hàng một sai mà. Chín nè. Em sẽ đo tổng cái cục này cho cô chú anh chị em tham khảo nha. Cục là 55. Rồi. Đó nguyên cục đế này là nguyên cục cũ là 55 ha. Nó ra một em thú nè. Rồi em sẽ đo từ đây ra tới trước nó bao nhiêu phân ha. Rồi 18 cm cô chú. Em sẽ đo cục đế của em nó. Đế nó gọn là 91 nha cô chú. 91. Đó, cái này thì nói chung để hai cái đuôi này thì cho quái cô chú anh chị em về mình đục lại nha. Nói chung mình không chơi hai đuôi mình sẽ đục lại thì sẽ một em thú ngay ha. Đây đuôi thì ngay đó, hợp hợp lệ cái này luôn đó, tại chưa hay quá. Rồi 2 triệu 7 luôn cô chú ơi. 2 triệu 7. Rồi tiếp tục mã A4 nha. Một em cục quá xa cây này. Cái này đẹp vậy mà em vô luôn không được cô chú. Hàng quái không à. Đây hoành 22. Tay bên đây là 15 cô chú. Tay bên đây là 12. Đó. Em sẽ đo cái cục này của nó em nói ha. Tổng cục này nó quá xá này cô chú ơi. 51. Quá wow, trời cũ chưa cô chú. Đây này cũ hết thân nha. Rồi em đo cái nồi đế. Cái nồi đế này ép chậu vô chậu 4 tấc là đẹp nha. 4 tấc chắc không được quá. Rồi 82. Cục đế 82 để em đo từ đây nha cô chú. Em đo từ mặt đế thôi. Mặt đế này nè. Qua tới cộng đế bên đây thôi. Là 3 tấc 8. Ép hoặc 4 tấc 4 chậu 4 tấc rưỡi mới được cô chú ơi. Cái này quá đã luôn nè. Rồi cái này giao lưu cô chú chỉ là 2 triệu 7 luôn em. Chú anh chị thích chơi cái nào chơi đó luôn. Quá xám cái này đẹp. Rồi một em thú này cực kỳ có duyên ha. Đó. Rồi hoành thân 22. Rồi em sẽ ra tổng cục này là 4 tấc 7 nha cô chú. Cục thú 47. Con thú này dài tới đây là 19 cm ha. Rồi. Mình chiều cao lấy chiều cao nó xuống tới đây là 2 tấc 9.
Rồi đo cục đế nè, mấy cái này ép vô chậu men đẹp. Rồi 78 cô chú ơi. 78, cục đế về 78. Bên đây thì nó dư đế nè, cô chú anh chị về xài này không xài bỏ cộng này giùm em ha, là lồi nguyên thú ra luôn ha. Đó mình, nhưng mà em để cho mạnh đi, chừng nào cô chú anh chị mình trồng cây khỏe mạnh cắt bấm bỏ một cái là ra thú cực kỳ đẹp cái này nè. Rồi cái này giao luôn cô chú giá 2,7 triệu luôn đi. 2,7 triệu. Đó, thích cái nào chơi cái đó. Qua xa em này rồi. Em này phải là cực kỳ là có duyên. Một em rồng rắn như luôn nè, cây này giờ không biết cây gì luôn nè. Rồi em sẽ đo cái hoành em nó. Hoành chỗ này chỉ có 13 thôi nha cô chú. Cái đọt nó chỉ có 7 thôi à. Còn đo cái củ này của nó là 24 nha. Còn củ dưới đây là 33 nè. Nhưng mà cái củ nó dài nha cô chú, cái củ nó dài kỳ lắm, nó dài xuống là 17 cm, cái củ đóng dài 17 cm. Nguyên củ. Quá đã. Rồi em sẽ đo cái cục đế cô chú. Trời ơi, đây là chú ý bộ đế quá sáng rồi, là cục đế rồi. Cục đế là chính gần 1 mét luôn cô chú ơi, 1 mét đúng luôn á, quá sáng cái cục này ha. Cái này rất đẹp đó cô chú. Này cô chú anh chị em mình muốn chơi dáng quái không chơi, cô chú anh chị em về cắt ra một con thú này cực kỳ đẹp cái này nè. Phải nói nếu mà cắt ra cổ cô chú bỏ luôn, không chơi cái này, cắt ngay chỗ này coi là một con thú cái này cực kỳ là phê. Rồi 3,5 triệu cô chú, 3,5 triệu. Cây đó trồng chậu 6 mới vừa nha cô chú. Cây đó là trồng chậu 6 nha. Rồi một em củ quái luôn ha. Rồi mã số này là 10, cái này 19. Còn củ dài là 45 nha cô chú. Đây củ dài 45 nè. Sao tạ tổng đặt cái chỗ này một cái nha cô chú, 57. Đặt chỗ này 57 ha. Đó cục đế nữa nè. Cục đế là 87 nha cô chú. Số đẹp quá, 57 87. Cây này cô chú anh chị mình chơi đổ chơi ha. Đó này muốn quýnh đọt về cũng được ha, còn thôi cắt cái này bấm về chơi đổ của chú ơi. Cái này chơi cái đổ hay hơn, tại vì cái củ đi xuống nè, củ chiếu xuống này. Đây mình có đọt chủ rồi, một là mình đã, đây về đuôn được ha. Rồi 2,5 triệu. 2,5 triệu. Quá rẻ luôn rồi. Rồi một em quái luôn ha. Đó. Này thì nhựa lên rồi cô chú. Chưa, cái này chưa lên nhựa được. Em mới bứng về chưa lên nhựa. Rồi 17. Nãy quên đưa đọc mã số của chú, chị em nhớ mà mã số của chú, quên mã số rồi. Cái cũ 36, cũ về 36 rồi của chú. Còn đó tổng cục đế của nó là 80 chẳng nha. Cái này về bấm bỏ này luôn của chú ơi, chơi một nguyên cái đầu rồng hồi trước cũng được rồi. Cái này quái, cái này lấy làm tiền ở đây đẹp quá đẹp rồi. Đấy. Rồi 2,6 triệu của chú ơi. 2,6 triệu. Rồi một em thú này quá xá rồi. Em thú này là mã số A9 nha. Nãy em quên cái A rồi. Cái này nhựa mạnh nha cô chú, cái này là về mình ghép liền ha, hoặc trồng liền giùm em ha. Cô chú anh chị mình hạt nhãn này ghép trồng liền luôn. Qua wow, tại hai chân y như mà hai dàn chân ngựa của chú ơi. Rồi hoành thân chỗ này 15 cô chú. Còn đúng cái hoành của nó là 25 mới đúng nha. Đọt nó giót chỉ còn có 10 thôi. Còn sao tổng cái này nha, tổng chỗ này cái này cô chú. 58. Em sẽ đo chiều dài thú ngang từ đây ra tới ngay cho miếng này là 2 tấc 2 của chú. Còn cái mình thú này ngang từ đây qua đây nè, 12 cm, lớn lắm cái củ ngoài, lớn lắm cô chú, thấy chứ nó bự lắm nè. Qua là 12 cm nè, củ nó dài sọc luôn ha. Qua từ đây nè, hết thằng cục thú mà. Này đẹp cây nè. Rồi cái tổng cục đế là 1 mét đúng luôn cô chú ơi, 1 mét đúng luôn rồi. Đế nào nó lớn lắm ha. Đo đường từ bộ đế trước ra tới bộ đế sau cô chú chị em về mình dễ. 4 tấc 6. 4 tấc 6 thì mình trồng 55 mới vừa cô chú. Quá đã em thú nè. Hàng quái không cô chú ơi. Rồi cái này giao lô cô chú giá là 2,8 triệu em. 2,8 triệu. Rồi một con ngựa. Một em ngựa trời. Trời ơi cây này cái cũ nó quái. Rồi mã số 10A cũng mà là mã số của clip nha cô chú. Này hoành thân 17 nha. Nó đọt em nó giót giót thì chỉ còn có 7 nha cô chú ơi. Cộng đo cái cổ chỗ này một cái nha. Cái cổ chỗ này là 23 nè, 24. Em sẽ đo ngay cái cổ này một cái nữa ha. Cổ này là 42 nha cô chú. Cây này quái cây nè. Cổ dài là 17 cm. Còn nếu mà từ cái được đế ra tới trước này là nó 4 tấc rưỡi nha cô chú. Qua wow, tại nó dài chứ. Cây này phải là cực kỳ là phê, nó hai cái dàn chân đẹp ghê luôn, hai bên hai dàn chân nè cô chú. Gọi cái này giao lô cô chú giá là 2,8 triệu luôn ha. 2,8 triệu. 2,8 triệu cũng là mã số của clip luôn cô chú ơi. Đó, đây em xả hàng của chú anh chị mình ha. Em bán xả lỗ luôn cô chú ơi, xả lỗ luôn rồi. Rồi mong cô chú anh chị em xem clip coi cái nào hợp nhãn mình ủng hộ cho em cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn.
quý vị để xem hết video ha. Xin chào và hẹn gặp lại.